dùng khăn mặt đã sấp nước đội đầu tránh nóng, méo mặt vì không có bóng râm ở bến xe buýt. Cả tuyến đường nắng như đồ lửa, phải ngồi uống nước giải khát sát nhà vệ sinh công cộng vì không có bóng râm. Đây là những hình ảnh trên con đường Nguyễn Chí Thanh đã trụi cây xanh trong đợt nắng nóng kỷ lục lên tới 40 độ C đang diễn ra tại Hà Nội. Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh từng được mệnh danh là con đường đẹp nhất Việt Nam với những hàng cây xanh tỏa bóng. Nhưng hàng cây cũ nay đã bị chặt hạ, chỉ còn những cây mới chùi lá không hẹn ngày cho bóng mát. Con đường này bỗng trở thành nỗi ám ảnh với những người dân giữa buổi trưa hè nắng nóng. Đi bộ trên vỉa hè, dừng chân bên lề đường cho xe buýt trở thành những phút đầy ải với người dân. Đặc biệt, dưới cái nắng gay gắt vào buổi trưa, do không có bóng cây nên trên mặt đường nhựa, nhiệt độ ở đường Nguyễn Chí Thanh cao hơn nhiều so với nhiệt độ bình thường. Với những người phải đi bộ trên hè phố Nguyễn Chí Thanh, thực sự là nỗi ám ảnh khi phải nhanh chóng di chuyển thật nhanh để tránh nóng. Trong khi đó, gầm cầu vượt qua đường bỗng trở thành nơi lý tưởng vì có bóng râm. Hay những chiếc xe vào các quán ven đường phải mặc áo chống nắng dưới những gốc cây trụi lá như thế này. Được biết, để cây mới phủ xanh trở lại trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh như trước, ít nhất cũng sẽ phải mất từ 10 đến 15 năm, nên sẽ phải qua một thời gian dài nữa. Những ai đi qua con đường này sẽ tiếp tục phải chịu cái nắng nóng oi bức ám ảnh.